Đem vali lại cho đồ tụi tôi hả? Tôi dọn tới đây ở đó. Ly thân rồi hả? Vậy là cậu bị anh ta đuổi ra khỏi nhà đúng không? Đuổi cái gì mà đuổi? Tôi tự bỏ đi mà. Tôi chán anh ta lắm rồi. Tại vì Minh Minh đang ở nhà tụi tôi. Anh lại đây đón nó liền đi. Làm bộ giúp tôi. Rồi gọi điện thoại cho hắn ta nói tôi đang ở đây. Tại vì muốn tốt với cậu hỏi bộ. Tốt cái gì mà tốt? Đúng rồi. Hai vợ chồng anh thương em lắm mới làm vậy đó. Chứ không lẽ bạn bè hả? Mà nhìn thấy em quỷ hoài cuộc đời vậy sao? Đâu có được. Bạn hả? Gì gọi là bạn hả? Ngon quá. Cho ăn miếng nè. Đây nè. Ngon quá. Thèm chua vậy chắc là con gái. Con trai con gái gì cũng được hết trơn á. Miễn là giống cục vàng là được rồi. Sao giống cục vàng? Tại vì cục vàng dễ thương. Giống cục thịt cũng được chú bộ. Giống cục thịt đó thì sẽ có duyên. Mà đẹp trai sao bằng có duyên đúng không nè? Đúng rồi đó. Cục vàng của anh chính xác luôn á. Hôn cục vàng nè. Cục vàng à. Từ ngày cục vàng có bầu á nha, anh lâm vô tình thế là mở treo mèo nhịn đói. Ai mở? Mở nè, cả tấn mở luôn á. Xương không à, không có mở. Thôi không có được đâu. Bác sĩ nói vậy không có tốt cho em bé. Không sao đâu. Anh có sách rồi. Trong sách viết là không có sao hết trơn á. Thiệt không? Anh nói thiệt. Đừng lừa em nha. Lừa em nó làm gì? Đọc xong rồi sao giờ mới nói. Đi vô nhà nha. Lẹ cục vàng. Minh Minh kìa. Xe đẹp quá ta. Mà sao cậu tới đây vậy? Đem vali lại cho đồ tụi tôi hả? Tôi dọn tới đây ở đó. Hả? Cái gì? Tôi sẽ ở đây một thời gian. Dắt xe vô cho tôi. Vậy là sao? Alo. Dạ. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Bá Thông nè. Bạn Minh Minh đó. Tụi mình đã gặp nhau đám cưới của anh đó. Anh không cần phải lo lắng chuyện Minh Minh bỏ đi đâu. Tại vì Minh Minh đang ở nhà tụi tôi. Anh lại đây đón nó liền đi. Địa chỉ của tôi là 180. Alo. Alo. Mà cậu với Dương Hoàng giận nhau hả? Mỗi lần giận, mỗi lần xách đồ đi vậy á là thành thói quen đó. Ừ. Còn nữa, tại sao hai người đó đối xử như vậy chứ? Tại vì muốn tốt với cậu hỏi bộ. Tốt cái gì mà tốt? Đúng rồi. Hai vợ chồng anh thương em lắm mới làm vậy đó. Chứ không lẽ bạn bè hả? Mà nhìn thấy em quỷ hoài cuộc đời vậy sao? Đâu có được. Bạn hả? Gì gọi là bạn hả? Giả danh giả nghĩa. Alo. Cái gì? Tôi đã nói với ông rồi. Tôi không có hứng thú viết cái loại sách đó. Còn nữa, tôi không có liên quan gì tới Dương Hoàng hết đó. Chúng tôi ly thân với nhau rồi. Nên không biết gì về đời tư của anh ta đâu. Đừng bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa nha. Cúp máy đi. Ly thân rồi hả? Vậy là cậu bị anh ta đuổi ra khỏi nhà đúng không? Đuổi cái gì mà đuổi? Tôi tự bỏ đi mà. Tôi chán anh ta lắm rồi. Vậy chứ cậu định ở đây tới bao giờ? Tôi làm gì cái chỗ đó đi. Còn nữa. Còn chuyện tiền bạc của tôi, hai người tính bao giờ trả hả? Anh kiếm được việc làm chưa? Chưa. Nhưng mà hai vợ chồng anh á lập ra một kế hoạch làm ăn rất là hay. Cục vàng. Lấy ra giùm anh coi. Nè, đây là kế hoạch của vợ chồng mình. Nếu mà Dương Hoàng chịu giúp đỡ giúp đỉnh. Đừng nhắc tới anh ta nữa. Tự đi kiếm việc làm đi. Nặng lắm rồi. Lúc nào cũng phải dậy lúc 6 giờ bơ môi hết. Tôi là muốn điên lên được. Không được, phải ngủ thôi. Cậu viết sơ yếu lý lịch làm gì? Thời buổi này kiếm việc làm đâu phải là dễ đâu. Chứ còn gì nữa. Thời buổi kinh tế khó khăn, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty nào cũng sa thải nhân viên hết trơn á. Thấy không? Bây giờ không tin em ra đường coi. Em thấy ai ngồi rung đùi này nọ mà uống cà phê nhâm nhi là biết người đó thất nghiệp rồi đó. Đâu phải dễ xin việc làm đâu mà viết đơn. Nghe anh nói nè. Cái gì? Cái thời gian mà rảnh rỗi em ngồi em viết đơn hay là sơ yếu lý lịch này nè,
Chẳng thà em coi lại kế hoạch làm ăn của tụi mình đi. Nếu mà Dương Hoài chịu giúp dù một tay thì tao nói nè, đã nói là không được nhắc tới cái tên Dương Hoài nữa mà. Nghe tới cái tên anh ta là muốn phát bệnh luôn à. Trời ơi, vợ chồng giận nhau cái xíu là làm thấy ớn không? Thấy tôi không? Thấy tôi với chồng tôi không nè? Hai vợ chồng mình hạnh phúc lắm anh ha. Ảnh là diễn viên. Đừng ai nhắc tới cái tên Dương Hoàng lần nữa. Nếu không tôi đánh hết hai người vợ. Nghe chưa? Biết rồi. Nhắc hoài à. Nè đừng có ăn. Lát chi không đủ bây giờ. Đã nói đừng có ăn mà, chi không có đủ. Nhưng mà mình ăn với con bụng mịn bộ hay ăn cho mình đâu. Mà sao tự nhiên người ta kêu còn đồ ăn trưa vậy? Muốn đi cậu á. Chắc họ có lý do gì đó. Hay là mình mở cửa hàng cung cấp thức ăn đi. Hả? Thôi, ai thèm ăn mấy này, thấy ghê. Vợ An sao nãy giờ ăn hoài vậy? Không dám đâu. Tại vì á, có bầu, nó buồn miệng, thấy gì cũng muốn ăn hết á. Đâu biết ngon hay dở đâu. Mấy này, vợ An. Ngon mà. Vợ An. Hay là mình mở quán cơm bình dân đi. Thôi, anh Bá Thông không có cho mình làm đâu. Mở quán cơm á hả? Mệt nhọc lắm. Anh Bá Thông không có muốn đâu. Mắc cười quá. Cười đi. À. Minh Minh. Ừ? Em lên báo nữa rồi nè. Báo đăng em với Dương Hoàng giận nhau, giận tới ly thân. Trời, công nhận báo lẹ quá ha. Ừ. Thôi này đẹp nè. Ừ. Dương Hoàng ly thân vợ mới cưới. Lật trong coi coi. Chà, báo viết dài sọc luôn ta. Ừ. Dương Hoàng gọi phải không? Nhìn là biết Dương Hoàng. Im đi rồi. Dương Hoàng. Alo. Minh Minh hả? Ờ. Tôi đây. Anh Việt Cường nè. Dạ, xin chào anh. Ngày mai em có bận gì không? Dạ không. Anh có một chút việc muốn nhờ em. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Anh muốn nhờ em làm cho anh một ít đồ ăn trưa. Khoảng 10 người. Anh nhờ vào em đó nha. Dạ. Dạ rồi. Ai vậy? Hỏi gì? Tránh ra. Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Nè. Coi. Trả cái viết đây. Không. Không ai nhận đâu. Thiệt á.